Ok, chào mọi người. Hôm nay mình làm cái clip này để hướng dẫn mọi người đăng ký một cái tài khoản mới cho khách hàng. Đầu tiên là mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản cần đăng ký. Ok. Thì đầu tiên là các bước đầu tiên mà chúng ta để đăng ký một cái tài khoản cho khách hàng, thì trước tiên là chúng ta vào coi kênh hệ thống. Ở đây là cái kênh hệ thống, là cái chân trái là cái chân yếu của phương tiện Tido, và cái chân phải tiền về cái chân phải là cái chân mạnh, và hôm nay chúng ta sẽ tạo một cái mã bên chân trái. Thì đầu tiên để tạo được cái chân cái à hiện tại mình coi trong cái mã này nó có ba mã, tức là mình sẽ xem cái hoa hồng nhanh của cái mã này nó còn bao nhiêu ngày nữa để mình vào một cái mã cuối cùng là mã thứ tư để hưởng được chế độ hoa hồng Fair Plus. Thì ở đây còn 23 giờ nữa thì cái tài khoản này sẽ được nhận được Fair Plus. Bây giờ mình sẽ vào cái mã thứ tư thì mình sẽ nhận được cái hoa hồng sau 23 giờ nữa. Chúng ta vào setting, chúng ta cài đặt chân. Thì hiện tại cái này được được cài bên chân trái, và mình save lại để chính chính xác là mình đã xác nhận nó, là mình sẽ đặt cái mã này bên chân trái. Mình ra Rawan trang home, mình lấy cái link đăng ký này, cái link đăng ký thì mình click vào nó ghi là copy, tức là cái link này được copy rồi. Mình qua một cái trình duyệt mới mình tạo. Rồi, đây là cái giao diện để đăng ký một khách hàng mới trên cái tài khoản Phương Tị Tido. Thì đầu tiên mọi người nhớ là cái username. Thì username đó là khi mình tạo một cái tài khoản thì username này nó sẽ không thay đổi được sau đó. Và cái username này khi mình đánh trùng với một cái username khác thì nó sẽ báo lên. Thì khách hàng mình tạo tên là Hòa Hòa tỷ đô Hòa tỷ đô, tại vì cái từ tỷ đô được thống nhất chung cho cái hệ thống nhóm của cái chị này. Thì khi nào sau này khi mình search đó, cái chữ tỷ đô tức là sẽ liệt kê ra tất cả những cái hệ thống dưới cái chị Phượng này. Rồi, cái khách hàng tên là Nguyễn Khánh Hòa. Nguyễn Khánh Hòa thì mọi người lưu ý là cái thông tin tên của khách hàng á, là cái phía trên first name tức là cái họ, và cái last name tức là cái tên, để khi sau này mình KYC đó thì cái thông tin này được xác nhận giống với cái chứng minh nhân dân. Còn các thông tin còn lại thì mình để tạm thôi, để sau này khách hàng tự điền tự thay đổi vào. Mọi người nhớ cái code này, tức là cái code vùng, mã vùng, để khi mà KYC đó thì cái account này khi mà nó sau này nó họ mua hàng online hoặc là họ nhận một cái visa card của Rawan á, thì cái thông tin cái mã vùng này chính xác để cái bên Rawan họ gửi cái hàng hoặc họ gửi cái card cho đúng cái nơi chính xác. Mà ở thành phố thì mình có ghi là 70.000. Thì mọi người có thể search trên Google cái vùng mà zip code của từng cái mã vùng, ví dụ như ở Đà Nẵng, ở Hà Nội, ở ở miền Tây, các tỉnh miền Tây, miền Trung thì mình mới search đúng cái thông tin zip code này. À, mọi người nhớ để lưu ý là bất cứ một khi mà tạo tài khoản cho khách hàng thì cái email phải chính xác, và cái email này được được dùng cho khách hàng, để đây là cái email chính để sau này có thể lấy lại thông tin password. Cái password đầu tiên để tạo cho khách hàng á, thì chúng ta nên lấy một password dễ nhớ và đơn giản để cho khách hàng có thể tự thay đổi sau này.
Và chúng ta đã xong một cái bước để đăng ký một khách hàng, một cái tài khoản. Ở đây nó báo một cái thông tin đó là cái username đã trùng lắp. Thì chúng ta sẽ thay đổi cái username cho nó không có trùng với cái username người ta đã tạo trước đó. À, cái này nó cũng trùng luôn rồi. Thì mình sẽ làm sao mình đổi lại cái tên. Rồi, ok. Chúng ta đã xong một cái bước là tạo cái một cái tài khoản cho khách hàng. Thì cái đầu đầu tiên một cái slide đầu tiên của một khách hàng mới nó có bốn cái gói để kích hoạt. Thì chúng ta hiện tại kích hoạt cái gói đầu tiên là cái 99 euro. Thì cái gói kích hoạt 99 euro này có 6 cái bước để kích hoạt. Thứ nhất là mình kích hoạt bằng Bitcoin, thứ hai mình kích hoạt bằng Ethereum, thứ ba mình kích hoạt bằng mã code, thứ tư là mình kích hoạt bằng cái số dư tài khoản, và thứ năm mình kích hoạt bằng credit card, tức là cái này nó có thể là nó tạo một cái tài khoản để mua Bitcoin ở trên bằng bằng Visa card, và cái thứ sáu là kích hoạt bằng cái tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta kích hoạt bằng mã code. Đây là chúng ta khi mà đặt cái mã code bằng nó màu xanh, tức là cái code này nó hiệu hiệu lực. Ok, chúng ta đã xong một cái bước để đăng ký một cái gói tài khoản mới cho một khách hàng. Và chúng ta để ý xem này, đây là những cái thông tin mà cái gói kích hoạt chúng ta sẽ show cho khách hàng, là bao gồm là cái số cổ phiếu Avigo trị giá 50 euro, cái gói cổ phiếu Mister trị giá 50 euro. Đây chúng ta đã xong. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và có thể chia sẻ cái clip này cho cái cộng đồng cùng xem. Em là